trong khi quân đội Mỹ và Anh đi đầu trong việc triển khai chiến dịch không kích các mục tiêu của Houthi ở Yemen, một số đồng minh lại tỏ ra thờ ơ. Houthi không chỉ tấn công tàu thương mại của hai nước này đi qua Biển Đỏ, mà lần đầu tiên cả tàu chiến của Mỹ lẫn tàu chiến của Anh đã trở thành mục tiêu của Houthi, cho thấy khả năng trỗi dậy của lực lượng này trong năm 2024, bất kể việc bị Mỹ đưa trở lại danh sách khủng bố. Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình cập nhật thông tin thời sự nổi bật trên kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Hãng tin Reuters đưa tin, Mỹ đã đưa lực lượng Houthi ở Yemen trở lại danh sách các tổ chức khủng bố sau khi lực lượng này tuyên bố tấn công một tàu biển thuộc quyền sở hữu của Mỹ lần thứ hai trong vòng một tuần. Việc đưa Houthi trở lại danh sách trên nhằm mục đích cắt nguồn tài trợ và vũ khí cho lực lượng này. Trước đó, trên mạng xã hội X, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ cho biết một máy bay không người lái được triển khai từ các khu vực do lực lượng Houthi ở Yemen kiểm soát đã tấn công tàu Genco Picardy, tàu chở hàng gắn cờ quần đảo Masa do Mỹ sở hữu và vận hành ở vịnh Aden. Vụ tấn công không gây thương vong nhưng có một số thiệt hại về tài sản. Trong khi đó, Tổ chức Điều hành Thương mại Hàng hải của Anh UKMTO cho biết đã nhận được báo cáo về sự cố gần Aden. Trong đó, một tàu bị tấn công cách Aden hơn 111 km về phía đông nam. Theo UKMTO, con tàu đã bị UAV đâm vào mạn trái và xảy ra hỏa hoạn trên tàu. Song đám cháy đã được dập tắt sau đó. UKMTO cho biết thêm, tàu và thủy thủ đoàn đều an toàn và đang tiến tới cảng ghé tiếp theo. Từ ngày 19 tháng 11 năm 2023, Houthi liên tiếp tấn công các tàu thương mại đi qua Biển Đỏ. Hành động mà lực lượng này tuyên bố là nhằm phản đối xung đột tại Gaza, gây ra rất nhiều gián đoạn trong hoạt động vận chuyển quốc tế qua hải trình quan trọng này. Theo AP, Houthi cảnh báo sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào các tàu trong vùng biển quốc tế có liên quan hoặc thuộc sở hữu của người Israel cho đến khi kết thúc chiến dịch của Israel chống Hamas ở dải Gaza. Lực lượng Houthi tuyên bố tất cả các tàu của Israel sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp. Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết con tàu mang tên Galaxy Leader thuộc hãng vận tải liên doanh với tỷ phú Israel Abraham Rami Ugan. 25 thành viên có nhiều quốc tịch bao gồm Bulgaria, Philippines, Mexico và Ukraine, nhưng không có người Israel nào trên tàu. Văn phòng của ông Netanyahu lên án vụ bắt giữ là một hành động khủng bố. Quân đội Israel gọi vụ hải tặc là sự cố rất nghiêm trọng có hậu quả toàn cầu. Các quan chức Israel khẳng định con tàu này thuộc sở hữu của Anh và do Nhật Bản điều hành. Theo tỷ phú Ugan, ông đã biết về vụ việc nhưng không thể bình luận vì chờ đợi thông tin chi tiết. Ngành vận tải biển quốc tế khá phức tạp. Một con tàu thường liên quan đến hàng loạt công ty quản lý, cờ và chủ sở hữu trải dài trên toàn cầu. Cơ quan hoạt động thương mại hàng hải Vương quốc Anh của quân đội Anh cho biết vụ cướp đã xảy ra cách bờ biển thành phố cảng Hodeidah của Yemen khoảng 150 km. Biển Đỏ vẫn là tuyến đường thương mại quan trọng cho vận tải biển và cung cấp năng lượng toàn cầu. Trong tháng 10, các tàu chiến của Mỹ đã nhiều lần đánh chặn tên lửa hoặc máy bay không người lái do lực lượng Houthi phóng về phía bắc Biển Đỏ. Thông tấn xã Việt Nam dẫn nguồn tin từ báo điện tử The Independent tối 28 tháng 1 cho biết lực lượng Houthi ở Yemen đã tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào tàu khu trục SMS Diamond của Hải quân Anh, dẫn thông báo của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Anh Ren Sharp. The Independent cho biết thêm, cuộc tấn công diễn ra vào ngày 27 tháng 1 khi tàu SMS Diamond hoạt động trên Biển Đỏ, nhưng nó đã bị đẩy lùi. Theo ông Sharp, sau cuộc tấn công trên, Anh vẫn không nản lòng và chính phủ Anh hoàn toàn không lay chuyển cam kết trong việc bảo vệ sinh mạng vô tội và quyền tự do hàng hải. Trong một tuyên bố đưa ra ngày 28 tháng 1, Bộ Quốc phòng Anh cho biết cuộc tấn công của Houthi không ai trong số thủy thủ đoàn bị thương. Tàu HMS Diamond cũng không bị hư hại gì và nó đã sử dụng hệ thống phòng thủ tên lửa Sea Viper của chính mình để bắn hạ máy bay không người lái của Houthi. Trước đó một hôm, hãng tin AP cho biết Houthi đã phóng tên lửa vào tàu khu trục USS Kearney của Hải quân Mỹ đang tuần tra vịnh Aden vào lúc 1 giờ 30 phút chiều 26 tháng 1, theo giờ Sana. Kênh tin tức vệ tinh Al-Masrisa của Houthi cho biết các cuộc tấn công xảy ra gần thành phố cảng Hodeidah, nhưng không đưa ra đánh giá về thiệt hại của chúng. Trong khi đó, theo thông báo của Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ CENTCOM,
Houthi đã dùng tên lửa đạn đạo chống hạm để tấn công, nhưng quả tên lửa này đã bị chính tàu USS Kearney bắn hạ và không có thương tích hay thiệt hại nào được báo cáo. AP dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên cho biết thêm, vụ tấn công nhằm vào tàu khu trục USS Kearney, lần đầu tiên Houthi nhắm bắn trực tiếp vào một tàu chiến của Mỹ kể từ khi lực lượng này bắt đầu tấn công tàu thuyền đi qua Biển Đỏ vào ngày 19 tháng 11 năm 2023. AP cho rằng cuộc tấn công trực tiếp của Houthi vào tàu chiến Mỹ không những là bước leo thang mạnh mẽ nhất trong chiến dịch của lực lượng này ở Biển Đỏ kể từ khi xung đột Israel-Hamas nổ ra vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, mà còn đánh dấu sự leo thang hơn nữa trong cuộc đối đầu lớn nhất trên biển mà Hải quân Mỹ từng chứng kiến ở Trung Đông trong nhiều thập kỷ. Sau khi khởi xướng chiến dịch Người bảo vệ thịnh vượng để đảm bảo an toàn cho các tàu thương mại đi qua Biển Đỏ và eo biển Bab el-Mandeb vào tháng 12 năm 2023, Mỹ và Anh đã triển khai chiến dịch không kích chống lại lực lượng Houthi ở Yemen mang tên Cung thủ Poseidon. Hoạt động tấn công gần đây thuộc chiến dịch này diễn ra lúc 3 giờ 45 phút sáng 27 tháng 1 theo giờ địa phương, với việc quân đội Mỹ đã phá hủy một tên lửa chống hạm của Houthi nhắm tới Biển Đỏ và trong trạng thái sẵn sàng phóng. Mỹ và Anh đã thực hiện các cuộc tấn công từ trên không và trên biển nhằm vào các mục tiêu quân sự của lực lượng Houthi ở Yemen để đáp trả các cuộc tấn công của lực lượng này nhằm vào các tàu ở Biển Đỏ. Dư luận quốc tế lo ngại cuộc chiến tranh Israel-Hamas mở rộng đáng kể trong khu vực. Theo CNN, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng những cuộc tấn công có chủ đích này là thông điệp rõ ràng rằng Mỹ và các đối tác sẽ không tha thứ cho các vụ tấn công nhằm vào các lực lượng của mình hoặc cho phép các tác nhân thù địch gây nguy hiểm cho quyền tự do hàng hải. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Anh cho biết những dấu hiệu ban đầu cho thấy khả năng đe dọa vận chuyển hàng hóa của người Houthi đã bị giáng một đòn mạnh. Mỹ cho biết Australia, Bahrain, Canada và Hà Lan ủng hộ hoạt động này và coi các cuộc không kích là một phần trong nỗ lực quốc tế nhằm khôi phục dòng chảy thương mại tự do trên tuyến đường quan trọng giữa châu Âu và châu Á, chiếm khoảng 15% tổng sản lượng thương mại giao thông vận tải thế giới. Tuy nhiên, các cuộc tấn công lần đầu tiên trên lãnh thổ Yemen kể từ năm 2016 cũng cho thấy Washington đang can dự trực tiếp vào một cuộc chiến tranh Israel-Hamas ở Trung Đông kể từ khi nổ ra vào tháng 10 năm 2023. Mặc dù Washington cho biết không có ý định leo thang căng thẳng, nhưng lực lượng Houthi tuyên bố sẽ trả đũa bất kỳ cuộc tấn công nào. Người phát ngôn của lực lượng Houthi cho biết không có lời biện minh nào cho các cuộc tấn công và nhóm này sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào các tàu đang hướng tới Israel. Houthi từng khẳng định thực hiện các cuộc tấn công vào các tuyến đường vận chuyển ở Biển Đỏ để thể hiện sự ủng hộ đối với người Palestine và Hamas. Một quan chức Houthi xác nhận các cuộc không kích của Mỹ và Anh ở thủ đô Sanaa của Yemen và thành phố Sada và Hama cũng như ở tỉnh Hodeida, gọi đây là sự xâm lược của liên quân Mỹ, Israel, Anh. Iran, quốc gia hỗ trợ người Houthi, đã lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng các cuộc tấn công này cho thấy sự coi thường hoàn toàn luật pháp quốc tế và đang làm leo thang tình hình trong khu vực. Theo bà Zakharova, những cuộc tấn công này rõ ràng là vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Yemen, cũng như vi phạm luật pháp quốc tế, gây mất an ninh và bất ổn trong khu vực. Bộ Ngoại giao Nga kêu gọi một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vào ngày 12 tháng 1 để thảo luận về vấn đề này. Bộ Ngoại giao Saudi Arabia cũng đã kêu gọi kiềm chế và tránh leo thang sau các cuộc không kích, cho biết họ đang theo dõi tình hình với mối quan ngại sâu sắc. Ông Andres Gray, chuyên gia quốc tế thuộc trường King's College London, lo ngại sẽ có leo thang chiến tranh, đồng thời cảnh báo về nguy cơ Saudi Arabia và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng có thể bị lôi kéo vào cuộc đối đầu. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên theo dõi những thông tin mới nhất trên kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.